Xin chào tất cả các bạn. Thì bên mình thì thấy nhiều anh em có cái nhu cầu mà làm những cái kệ lắp ghép á, thì hôm nay thì sẵn ở bên xưởng á thì mình chia sẻ một số cái kinh nghiệm nho nhỏ. Thì thường á, những anh em mà dùng cái chi tiết mà vặn á thì mình sẽ sử dụng, thường á nó sẽ còn dùng con ốc cái. Đây là bên mình chuẩn bị sẵn là con ốc cái 15, con ốc cái 8, dài của nó là 15 mm đó. Với lại mình sẽ sử dụng cái con bu lông lục giác chìm. Đây, đây là con bu lông 8, chiều dài nó là khoảng 6 phân đó. Thì các bước làm thì nó cũng đơn giản. Đầu tiên thì nếu các bạn mà có mũi khoan 2 tầng thì mình sẽ sử dụng cái mũi khoan 2 tầng 8-15, nó sẽ nhanh hơn. Còn đây thì mình hiện tại mũi khoan 2 tầng thì nó lạc đôi mắt, nên thành ra mình sẽ sử dụng cái mũi khoét D15. Đây là khoét D15 để tạo một cái mình khoan âm nó xuống khoảng tầm 4 ly, để cho cái đầu tán này nó âm vào trong gỗ. Đây, cái nó âm vào trong gỗ. Thì các bước đầu tiên thì mình sẽ khoan trước. Đây, mình sẽ dùng cái mũi khoan D15. Mình khoan cái này. Để mình làm từng bước luôn cho các bạn xem cho nó dễ. Đó. Rồi, sau khi đó thì mình sẽ sử dụng cái mũi khoan 9 ly để mình khoan xuyên qua bên kia. Đó, để dắt đầu lại dẫn cái đường con ốc bu lông này dẫn vào. Rồi. Sau đó là mình sẽ sử dụng mũi phi 12 để vì sao mà mình dùng phi 12 là do cái con ốc cái này nè, cái khi cái ngạnh của nó trong lòng thì ra 8 ly, nhưng mà khi nó có cái ngạnh nó sẽ là khoảng tầm 11 cho tới 12 ml. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ vặn cái con ốc cái vào. Con ốc cái này nếu anh em kỹ thì anh em có thể đổ một ít keo hoặc là không cũng được. Đó, mình sẽ sử dụng cái lục giác mình vặn vào. Rồi bên mình thì cũng có sẽ bán cái đầu ốc cái để các bạn vặn vào nếu mà mình làm số lượng nhiều, còn nếu mà dùng ít nhá, vài con thì mình vặn tay cũng được. Đó, sau này mình vặn vào. Nếu mình đổ keo vào thì sẽ chắc, còn nếu mà anh em khoan kỹ thì mình chỉ cần vặn vào là ok rồi. Rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng cái con lục giác chìm này. Đó, mình vặn vào thôi. Rất là chắc. Nhưng thường những chi tiết này lắp ghép này thì sẽ dùng vô cho những công trình nội thất mà cái không gian nhỏ hẹp, hoặc là sau mình muốn di chuyển thì mình sử dụng cái này. Còn này bên mình đang làm nên thành ra nó chưa hoàn thiện lắm. Rồi hy vọng cái chia sẻ nhỏ nhỏ này nó sẽ giúp ích cho những anh em DIY cũng như là những anh em mới vào thì mình sẽ có thêm một cái phương pháp để làm. Rồi, cảm ơn anh em.